Hello, xin chào cả nhà đến với kênh Bình Liễu nha. Thì bữa nay em lên hồi sáng em mới giao nấu được cái dụng mới cá mà dinh này cái nhà với mới cái rô. Bên đây thì dính được mới cái lóc với mới cái chơi cũng như mới cái rô nữa. Cái này để chiều lại chiều ăn cả nhà. Cái sáng sớm này em sẽ đem mấy cái cá mà dinh với mấy cái rô này em đem đi kho lạc cả nhà. Em tranh thủ bắt cái đợt cơm lên cả nhà ơi, giao cơm đó. Tranh thủ bắt cái đợt cơm lên trước chứ hả? Cái hả đi thầu cá. Giấc này gửi đứa giấc này cỡ 8 giờ mấy luôn rồi cả nhà ơi. Thành thủ bữa nay ngoài trời mưa lâm râm nữa chứ. Giả lớn hồi sáng bây giờ mới xong cả nhà, rồi mới mặn xong nè, bắt đầu đi bắt được cơm lên trước đi. Trời hồi tối giờ mưa lâm râm cái nhà em mua hoài luôn, từ sáng giờ luôn. Em tranh thủ em móc cá trước cả nhà, để đây cho nó hấm tầm khoảng chừng 15 phút đi rồi mình đem đi kho. Tóc miếng mà nước màu vô. Bữa nay em kho lạc với mè, không biết trong tủ lạnh còn mè không nữa. Bữa nay dính được con cá mì dinh này cũng bự quá nè cả nhà. 5-6 cái mì dinh luôn á. Thêm mấy bột ngọt nữa. Mấy đường. Rồi thêm miếng hạt nêm luôn cả nhà. Cho chừng muỗng hạt nêm. Rồi em mớt em để đây tầm khoảng chừng 10 phút đi cho nó thấm cái gia vị vô vào trong cá. Đậu hồi mới đem đi kho lạc. Mình trộn đều lên. Cái này dính được con cá mì dinh ngon quá, 5-6 con cá mì dinh luôn. Nó gục. Mình trộn đều lên gì cho cả nhà cho nó thấm vô, để chừng tầm khoảng chừng 1 phút. Thấm rồi bắt đầu mình sẽ đem đi kho nha. Thì nhà em có cái nải chuối là cả nhà em thích cái hồi đã em chấm với cá xà lạc nha cả nhà. Khoảng 4 trái được rồi. Vàng luôn nhé.
Làm sáng dạ rồng rồng nó bụng rồi cái nhà anh hơi chiên mấy chén vịt ăn với bánh mì gốc dạ chứ cái hả? Cái này cũng 9 giờ rồi. Mình ngày chiên cái vịt mình quay qua mình ăn với bánh mì cái hỏi hát câu cá sao? Ốp la chín vịt cả nhà ơi, ốp la ăn với bánh mì cho. Lửa cho nó bắn lớn sáng ăn sáng nha, chiên vịt với bánh mì. Rồi đây, chị bãi cái vịt về cả nhà. Cho nó giòn giòn nó ngon. Cái ô mì này nó dài. Em mời cả nhà ăn sáng mà dẹp nghe ăn với bánh mì với trứng cả nhà. Cái ô mì này nó dài nè. Mà cái trứng này nó hơi nhỏ. Có thêm một chai chè đường nữa. Cái ngày mình ăn đi con họ nó có chừng tầm khoảng chừng 11 giờ hả ăn cơm. Ừ. Nước mà thấy ngon quá. Cái miếng thịt ép la mình ăn nóng nóng ngon đấy nội.
Ừ. Mày cái này à? Trời nãy giờ cũng bớt mưa rồi cả nhà, hẳn hẳn hết rồi. Ớt nãy giờ cũng hắm rồi cả nhà, bắt lên con kho. Quên lấy cái giá nữa. Cái này cũng mang mềm cái nhà nên mình để ít nước. Đi thêm hai chưa ớt. Cái vô bự bự không? Cái nhà ơi, mình hết bọt bớt kìa. Cái này kho cũng mau nó cái nhà nó mềm nè, cái nước lên nè nó mềm á. Ngon quá luôn cả nhà ơi. Thì cả nhà theo dõi clip với em xin một like, đăng ký kênh ủng hộ cả nhà để theo dõi những video tiếp theo của em nha. Bye bye, chào cả nhà nha. Bye bye.